Bật mí, công nghệ đếm tôm giúp trại giống không bao giờ giao thiếu. Đó chính là Tomota S3, chiếc máy đếm tôm đang hot rần rần và được sử dụng tại hơn 30 trại giống ở khu vực Ninh Thuận, Bình Thuận. Là một trong những cơ sở tiên phong ứng dụng công nghệ đếm tôm với Tomota S3, trại giống Tuấn Hà tự tin cam kết không giao thiếu giống tới tay người nuôi. Mỗi mẫu giống đều đủ 1.700 con. Đồng thời, Tuấn Hà còn khuyến mãi thêm 15-20% với mỗi túi giống để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng nếu có hao hụt trong quá trình vận chuyển. Chủ trại giống Tuấn Hà, anh Đỗ Quốc Hiệu chia sẻ, từ ngày ứng dụng Tomota S3 vào khâu kiểm tra mẫu, anh luôn tự tin cam kết với khách hàng. Ngoài ra, anh Hiệu còn kiểm soát được việc xuất giống để không đóng dư quá nhiều, làm ảnh hưởng tới mật độ thả nuôi của khách, khiến tôm bị chậm lớn hoặc lớn không đồng đều. Nhằm tăng thêm sự tin tưởng, trong chuyến giao hàng cho anh Lê Công Tưởng tại La Ghi, anh Hiệu đã mang theo máy đếm Tomota S3 để đối chiếu các mẫu giống. Kết quả đo đối chiếu tại trại nuôi là 1.964 con, không chênh lệch quá nhiều so với kết quả đo là 2.024 con khi xuất giống. Anh Tưởng hoàn toàn yên tâm và vui vẻ nhận hàng. Hơn nữa, anh còn không ngại bày tỏ sự tin tưởng với người bạn hàng lâu năm và khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ Tuấn Hà trong tương lai. Có Tomota S3, trại giống thêm uy tín, người nuôi thêm yên tâm.